Namo tassa bhagavato arahato sama sambu Namo tassa bhagavato arahato sama sambu Namo tassa bhagavato arahato sama sambu Utang saranang gacami, tamang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Sa thu, sa thu, sa thu. Kính thưa đại chúng, nay chúng ta sẽ học về cái bốn pháp miên mật. Và điều quan trọng của bốn pháp này Đức Thế Tôn nhấn mạnh rất nhiều trong những lần ngài thuyết giảng cho Chư Tỳ Kheo cũng như cư sĩ. Đức Thế Tôn đã từng nói, ta nhờ bốn pháp này mà ta thành tựu. Ngài nói rất nhiều, bằng bạc trong kinh điển, cho nên chúng ta cũng cố gắng lưu tâm vào bốn yếu tố này. Ở trong kinh trường bộ Đức Thế Tôn đã nói rất rõ và Ngài nói như thế này Tất cả các chúng sanh, tâm của chúng sanh đều trong suốt từ khởi thủy Từ khởi thủy rất là trong suốt Nhưng mà khi luân chuyển thì có dính mắt, tham ái, sân si, hờn giật đủ các thứ nó làm cho bị ô nhiễm và đức thế tôn ví tâm người ta giống như nước trong suốt tinh khiết chẳng qua nó bị bỏ vào đó tạp chất rác màu sắc rồi hòn sỏi vân vân các thứ làm cho cái nước nó bị ô nhiễm bản chất của nước từ khởi thủy là tinh khiết và trong kinh trường bộ, Ngài nói rất rõ, tại vì chúng sanh không hiểu điều này, cho nên nó không dám tu. Và vì nó không dám tu, nó không quyết tâm tu, không khởi tâm tu, không tinh tấn tu, cho nên nó không thành tựu. Tại vì khởi thủy, tâm chúng sanh vốn là trong suốt tinh khiết. Nay nếu ta loại bỏ các tạp chất để quay trở về cái tâm khởi thủy ban đầu tức là tâm trong suốt mà kính thưa chư vị bên Bắc Tông người ta gọi là Phật tánh Phật tánh nơi chúng sanh đều bình đẳng nơi chó nơi mèo nơi người cũng cũng y như vậy tức là khi đói nó đi kiếm ăn con người cũng khi đói đi kiếm ăn cái tâm chúng sanh đều bình đẳng nóng thì nó biết là nóng chẳng ai dạy hết con chó mà thò tay vào lửa nóng thì nó rụt chân lại. Con người thò tay vào lửa nóng cũng rụt chân lại. Tức là những cái tánh biết ấy bình đẳng. Có một công án khá nổi tiếng. Đó là công án con chó của Ngài Triệu Châu ở bên Bắc Tông. Có một vị tăng tới hỏi Ngài Triệu Châu, tổ Triệu Châu là con chó có Phật tấn không? Ngài Triệu Châu không, còn cho không có Phật tánh Vì tăng ấy mới phản biệt, nó bật tôn giả. Đức Phật dạy, chúng sanh đều có Phật tính giống nhau. Nó trong suốt, nó không ô nhiễm, nó giống nhau. Thế thì tại sao Ngài lại dám cãi lời Phật? Ngài bôi bác Phật. Thế thì Ngài Triệu Châu mới nói như thế này. Thực sự ra con chó nó có Phật tấn Chứ không phải không Nhưng tại vì nó bị ô nhiễm nơi mắt nơi tai Bởi nghiệp thức che mờ Nghiệp thức Là hai thứ Che mờ Và vì nghiệp thức che mờ cho nên nó không thấy được Phật tấn của nó Và vì nó không thấy được Phật tấn của nó cho nên Có cũng như không Đấy, cái chân lý của Ngài Triệu Châu nói Nó có mà nó không thấy cũng như không Chúng sanh cũng thế chúng ta đều có Phật tính. Thấy người đói chúng ta cũng muốn cho người ta ăn. Thấy con chó đói ta cũng muốn kiếm cái bánh cho nó ăn. Tức là Phật tính nó thương người đó. thương súc sanh thương đủ hết. Thấy cái cây nó héo cũng muốn lấy nước tưới cho nó, nó được tốt lên. Tức là cái tâm từ. Từ là một trong những đặc tính của Phật tính. Cho nên Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ Ngài nói rất rõ chúng sanh đều có Phật tánh từ khởi thủy chúng sanh cái tánh nó đều trong suốt hoàn hảo từ khởi thủy nhưng mà khi luân chuyển nó bị ô nhiễm và vì ô nhiễm vì chúng sanh không biết điều này cho nên không dám tu tại vì nghĩ là tu là cái gì khó lắm thực sự ra tu là bỏ đi những cái ô nhiễm để quay trở về với cái tánh cũ của mình cái mình đã có từ khởi thủy Tức là Phật Tánh trong suốt Không ô nhiễm, không tham sân gì Chứ không phải mình Đi tìm cái mới, không phải Quay trở lại cái cũ, cái nguyên thủy Mà ta đã có, và ta đang có Mà ta không thấy Nếu ta có mà ta không thấy thì cũng giống như Con chó của Ngài Triều Châu Nghiệp thức Che mờ Cho nên không thấy Phật Tánh Có mà không thấy thì cũng như không à, Đó là lý do thế thì kính thưa chưa về ai cũng là Phật vì có Phật tịnh nhưng tại sao có người thế này người thế kia tại vì nó bị ô nhiễm nơi môi trường nơi hoàn cảnh nơi uh, giáo lý vân vân đủ các thứ thế Đức Phật rất từ bi ngài sợ chúng ta thấy vậy sợ hãi không dám tu cho nên Ngài mới đưa ra cái phương thức gồm có tứ chân cành, bốn cái làm. Cố gắng làm đi thì quý vị sẽ từ từ sẽ thấy được cái Phật tánh của mình. Phật tánh ở bên trong ấy, ông Phật ở bên trong ấy, trong tâm mình ấy, chứ không phải là ở ngoài đâu. Thế làm sao để thấy? Tại vì ta hàng ngày đều tham sân si giận hờn. Kính thưa chư vị, buồn, vui, thương, ghét, là những cái tạp chất làm cho ô nhiễm cái cái tâm Phật của chúng ta. Tâm Phật vốn là trong suốt. Thế làm sao để mà có thể quay trở lại? Thì Đức Phật rất từ bi, ngài chỉ cho chúng ta cái cách để chúng ta quay trở lại cái tâm thuần nhất, cái tâm trong suốt, cái tâm Phật mà chúng ta đang có, đã có và đang có mà chúng ta không thấy. Thế thì ngài nói như thế này, đơn giản thôi. Các bất thiện pháp đã sanh thì loại trừ, các bất thiện pháp chưa sanh thì ngăn ngừa. Các thiện pháp đã sanh thì làm cho nó tăng trưởng, các thiện pháp chưa sanh thì phải làm cho nó sanh. Tức là đối với thiện pháp, lúc nào ta cũng phải làm nỗ lực cho có thiện pháp, dẫu là một cái thiện pháp nhỏ cũng không bỏ. Trong kinh pháp cú Đức Phật dạy có bốn điều nhỏ chớ nên coi thường và ngài luôn luôn dạy việc thiện nhỏ nhất cũng phải làm chớ bỏ qua việc ác nhỏ nhất cũng phải tránh chớ có làm chớ coi thường thí dụ như thế này người từ trong bóng tối đi ra sáng người từ sáng đi ra chỗ sáng hơn đấy tức là chúng ta cũng phải tu như vậy từ chỗ tối tâm giận hờn thương ghét bây giờ chúng ta phải đi ra chỗ sáng tức là thôi biết đồ đồ giả rồi không thương không ghét không buồn không vui mỗi người đều có cái nghiệp ta không thể giải nghiệp chúng sanh được đức phật ngày xưa khi ngài thấy vua lưu ly đòi tàn sát dòng họ thích đức phật cản hai lần nhưng kính thưa chư vị tới lần thứ ba vua lưu ly cũng xua quân tràn tàn sát dòng họ họ thích tàn sát hết không còn ai hết á Đấy. cho nên nó không phải là là Phật là làm được, có những điều Phật không làm được. Cho nên Phật nó Phật không giải nghiệp chúng sinh. Nghiệp ai nấy giải? Nghiệp của quý vị, quý vị phải tự giải thôi. Tự mình làm, mình ô nhiễm, tự mình làm, mình thanh tịnh. Ở trong kinh pháp cứu Phật dạy như vậy đó. Tự ta làm ta ô nhiễm, tự ta làm ta thanh tịnh. Và cái điều quan trọng ta phải nhớ lời Đức Phật dạy trong kinh Trường Bộ, tâm chúng ta từ khởi thủy trong suốt đẹp không ô nhiễm vì những cái môi trường làm cho nó ô nhiễm thôi cho nên bây giờ ta chỉ cần lọc nó đi có một cái phương pháp ta lọc những cái tạp chất đó bỏ đi thì nó quay trở lại cái trong suốt tức là cái bản thể nguyên nguyên bản thể của Phật tánh bằng bốn pháp này mà chúng ta sẽ loại trừ từ tất cả những tạp chất trước hết thì Đức Phật có đưa ra các ví dụ hạt trắng hạt đen đậu trắng đậu đen tức là đen là là bất thiện mà trắng là thiện những cái gì đưa tới sự cảm xúc làm cho nô lệ làm cho tái sanh đó là hạt đen kể cả tham lại Phật nữa lại hoài không ngừng nghỉ nói lại Phật Phật cứu con Phật nó Phật không cứu cứ lại hoài à. nó Phật không cứu còn lại hoài cái đó cũng là là hạt đen tại vì mình vô minh tha mái nơi cảm xúc những cái gì tạo nên những cảm xúc buồn vui thương ghét thì đều là pháp bất thiện những cái gì tạo nên sự khinh an không dính mắc đó là pháp thiện thế thì chúng ta chỉ cần tu hai cái này thôi tức là các pháp thiện làm luôn luôn phát sinh tăng trưởng và các pháp bất thiện luôn luôn ngăn ngừa dẹp bỏ các pháp bất thiện từ đâu mà ra từ cây cỏ nhà cửa chó mèo tiền bạc hay cái gì không nó nằm ngay nơi mắt tai mũi lưỡi của chúng ta con mắt mà nhìn mà ta ưa thích thì ta tham muốn nhìn nữa tai nghe mà ưa thích thì muốn nghe nữa thế thì khi khi tu bốn cách đó nó sẽ thành tựu cái gì đức phật ở đây nói rất rõ thành tựu trong giáo pháp của đức phật thứ nhất thành tựu về trí huệ nếu ta luôn luôn làm như vậy thì ta thấy rất rõ các sự rung động các sự cảm xúc chẳng qua là vô thường thứ gì thành tựu chánh chi kiến tức là biết rất rõ về khổ thấy cái gì nó cũng khổ đó thích cái gì là khổ cái đó ưa ừ cái gì là khổ cái đó tại vì mua thêm rồi nó sẽ có phiền não nó sẽ vô thường nó sẽ hủy bỏ cho nên rất là rất là khổ và thành tựu trong phần sự đoạn trừ dục ái hữu ái phi hữu ái khổ đều có nguyên nhân khi ta hiểu được nó có nguyên nhân thì ta sẽ loại trừ được nó và cái cách để chúng ta thành công trong cái pháp tu này thì đức phật nói ngoài bát thánh đạo ra không có gì khác bát thánh đạo rất là quan trọng tại vì quý vị chỉ cần tu bát thánh đạo thôi cũng chuyển hóa thay đổi cách sống và được an vui được mọi người thương mến trong lúc sống không tạo nghiệp và khi chết thì đức phật nói lúc sống an vui giữ giới khi chết sinh thiên. Nào nếu chúng ta tu tập như vậy bốn cái nền tảng ấy nó sẽ đem lại lợi ích gì à, đức phật nói nó tăng tập và nó làm cho người hành giả có cái nền tảng vững chắc để có thể đi xa được có thể thành tựu những cái nghiệp quả lớn muốn thành lập được muốn tăng trưởng được muốn bảo quản được muốn phát triển được bốn cái này tức là điều thiện điều ác thì chúng ta phải có bốn cái, cái điều kiện khác thứ nhất là chúng ta phải khao khát giải thoát quý vị phải khao khát giải thoát thì quý vị mới đi trên con đường giải thoát mới tìm hiểu nó rồi mới làm theo cái cách đó nếu không khao khát giải thoát thì chắc chắn là không làm. Làm sao chúng ta có khao khát giải thoát đây? Đức Phật dạy như thế này. Sự khao khát giải thoát chỉ có thể đến nếu người đó có chánh kiến. Tức là biết rất rõ là khổ. Thì mới có thể từng bỏ được cái khổ thôi. Trong bốn cái điều kiện này. Thì Đức Phật nói rất rõ. Dục định, tinh tấn định, tâm định và tư duy định. Thì cái dục định vẫn là quan trọng. Chân đã. Và ngay khi Ngài xuất gia ngài cũng nói nhờ ta có cái khát ái giải thoát ta mong cầu giải thoát ta muốn giải thoát thì ta mới có ngày hôm nay tức là ta mới giải thoát thực sự nếu quý vị không có mang cái tâm muốn giải thoát thì tu chỉ được phước rồi tới lúc nào nó cũng sẽ ngã sẽ bỏ thôi tại vì không có cái tâm mong cầu giải thoát mà muốn có tâm mong cầu giải thoát ta phải thấy rằng chúng sanh Khổ, chỗ nào cũng khổ đó Kiếp này sinh ra làm người Mà trước khi sinh làm người Chúng ta đã hàng tỷ kiếp Làm súc sanh Chó, mèo, rắn, bọ cạp rồi Khổ lắm rồi mới được làm người Và Đức Phật cũng nói Chúng sanh loài người Sau khi chết Nó còn một tỷ kiếp nữa Tiếp tục làm chó, mèo, rắn, chuột Thế thì trước đây một tỷ kiếp Ta đã là chó, mèo, rắn, chuột, bọ cạp sâu róm rồi bây giờ đó chết đi một tỷ kiếp nữa sẽ là chó mèo heo người nào ở đây tham ăn à ăn mà quên ăn quên ngủ luôn à, không còn biết trời đất gì ăn là sướng đó. thì người đó cẩn thận kiếp sau coi chừng thành heo người nào ưa châm chọc người khác coi chừng kiếp sau làm bọ cạp người nào ưa chửi bới người khác coi chừng kiếp sau làm chó thành thử ra chúng ta phải hiểu tất cả đều nó có cái quy luật của nó cái đầu tiên vẫn là khao khát khao khát sự giải thoát thì mới đi mong cầu sự giải thoát mà muốn có sự khao khát ấy thì ngoài cái chánh kiến thì không có cách nào hết là ta phải trải nghiệm ta thấy khổ thiệt ăn là khổ ngủ là khổ ăn sao khổ quý vị ở đây có nhiều vị nữa ăn sướng và sườn không ăn đi rồi biết ăn thiếu cũng thấy khổ mà ăn nhiều quá cũng thấy khổ ngon quá ăn nhiều quá cái bụng nó cứng lên cũng khổ có nhiều vị ăn no xong lên than với sư sư ơi hồi nãy sư đồ ăn ngon quá còn ăn cứng bụng giờ thở không nổi ăn mà cứng bụng thở không nổi tức là cũng cũng khổ nó, nó đâu có phải ít lợi gì đâu cho nên cái gì nó cũng khổ rồi ăn xong rồi làm sao ba bốn tiếng một sau đi toilet mà nếu cái toilet nó chỉ có một cái mà hai chục người xếp hàng tới mình thứ hai mươi thì quý vị thấy không khổ vô cùng rồi tới lúc ngủ ngủ mà ngủ không được cũng cũng khổ nó không phải là cái gì đó, nó đơn giản đâu à, cái gì khó khăn đâu nó rất là đơn giản mà cái khổ sờ sờ trước mắt khi nào ta thấy được thì đức phật gọi là chánh kiến thấy được cái khổ thì ta mới mới tu ở trong cái tứ diệu đế đức phật nói rất rõ phải thấy khổ thị khổ đó rất là thấy khổ thì mới chuyển khổ thì mới chứng khổ thị khổ chuyển khổ chứng khổ và nhân cho 4 cái phổ tập diệt đạo thì nó thành ra 12. Và ngoài cái tinh tấn, ngoài cái dục định nếu không khao khát thì không có tinh tấn, nó sẽ dễ dễ dàng giải đãi. Không sợ khổ thì sẽ dễ dàng giải đãi. Nếu quý vị biết rằng quý vị sẽ làm chó làm mèo kiếp sau và quý vị nếu quý vị biết rằng tối nay 10 giờ quý vị sẽ chết để kiếp sau làm chó làm mèo thì quý vị sẽ làm gì đây phải à, không quý vị mà phải thấy cái khổ thì ta mới có thể khao khát còn nếu ta không có thấy được cái khổ thì ta sẽ không bao giờ khao khát để mà tu tập và khi ta đã có cái sự khao khát ấy thì ta mới tinh tấn tinh tấn rồi ta mới có cái định rồi ta mới có cái tư duy khởi đầu là phải có cái khao khát muốn giải thoát phải thấy khao khát muốn giải thoát và có được cái khao khát muốn giải thoát thì phải thấy được cái khổ thì mới mới phát triển được cái khao khát ấy và nếu tu tập thì ở trong kinh Đức Phật nói rất rõ như thế này vì tỳ kheo ấy chứng được nhiều loại thần thông một thân hiện ra nhiều thân nhờ tu tập sung mãn mà à, có thể sống đến một kiếp hay nhiều kiếp còn lại nếu muốn có thể chứng đắc đức phật gọi do tu tập như vậy à, được gọi là bậc a la hán quý vị chỉ cần tu các điều thiện cố gắng làm các điều thiện việc nhỏ nhất cũng làm và các điều ác việc nhỏ nhất cũng ngăn ngừa không để cho phát triển cái gì đã có loại trừ và nếu làm được như vậy thì quý vị sẽ phát triển được tuệ giác nhận rõ các cái nghiệp, nhận rõ là các nghiệp. Bằng cách nào nhận rõ các nghiệp đây? Vì ấy khi cái nhãn thanh tịnh tức là pháp nhãn thiên nhãn thanh tịnh thì sẽ nhìn thấy sự thật của khổ đau, sự thật của sinh tử luân hồi. Con mắt thường là con mắt dục, tham ăn tham ngủ nó không thấy đâu. Chỉ khi nào mình à, có cái định thì chúng ta sẽ thấy các sự khổ đau nó nằm ngay trong đằng sau lưng những cái bình thường. Và khi đã được pháp nhãn thanh tịnh thì vị ấy thấy rất rõ đâu là đẹp xấu, đều do nghiệp, đâu là khổ đau, giàu có, đều do nghiệp, đâu là thấp hèn cao thượng, cũng đều do nghiệp. Không có cái gì hơn là nghiệp. Và cái nghiệp ở đâu thưa chư vị? Đức Phật rất từ bi ngài nói cho chúng ta rõ nghiệp ấy nơi thân nơi khẩu nơi ý ý và thân thân à, xúc chạm và nơi khẩu là cái miệng mà thường thường thế hệ sư thấy à, cái ý với cái khẩu à, cái ý với cái thân thì khó thấy lắm nhưng mà cái khẩu sư gặp hoài à cái miệng người ta nói vô tư lắm nói tạo nghiệp nhưng mà người ta không sợ muốn nói gì nói à bạn bè chê trách nhau rồi ấy, phỉ bán nhau rồi ấy, pháp giáo pháp cũng vậy phỉ bán này phỉ bán kia ngay cả ông sư cũng vậy ấy, khen ông này chê ông kia mình không dám tu như người ta mình cứ khen ông này tu hay ông kia tu dở mà mình không tu mình cũng biết người ta tu hay tu dở cái đó là vô cùng hay có thần thông phải không khi quý vị có được cái thiện nghiệp ở nơi ý nơi khẩu nơi thân tức là bốn pháp như hồi nãy đó các pháp thiện đều làm cho tăng trưởng tức là ý ý thiện khẩu thiện thân thiện thì chắc chắn là không bao giờ quý vị phỉ bán các bậc thiền giả kể cả phàm tăng cũng không nỡ phỉ bán người ta cái điều quan trọng nhất vẫn là chánh kiến phải thấy rằng sinh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ khổ nó lúc nào nó cũng kè kè bên mình á muốn mà không được cũng là khổ ghét mà gặp nhau ngoài cũng khổ thương mà chia lìa cũng cũng khổ phải thấy cái khổ nó sờ sờ thì ta mới mới tu đổi đức phật dạy bốn cái năng lực này là con đường đưa vào thánh đạo hồi nãy sư nói tới bữa tứ chánh cần tức là các điều thiện và các điều bất thiện và bây giờ để làm cho thực hiện được các điều thiện các điều bất thiện thì quý vị phải có tứ như ý túc bốn cái điều này một là Mong chờ, thích thú, khao khát, sự giải thoát. Giống như là lửa cháy trên đầu á, mô 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 làm. Và hàng ngày đều tinh tấn, trước mình ngồi một tiếng, bây giờ mình ngồi hai tiếng, tăng lên tăng lên, à, cố gắng. Và lúc nào cũng vậy, nhất tâm nghĩ tới cái một việc thôi, nhân quả. Ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, thì Phật nói rất rõ, đi biết đi, đứng biết đứng đi biết đi đi biết đứng biết đứng. Thế bốn pháp gồm có dục như ý túc, tinh cần như ý túc, nhất tâm tư ý túc và trí trí như ý túc. Ý túc là cái gì? À, giống như ngựa, chân ngựa ấy đó chạy thật nhanh. Tức là khi ta khao khát tới sự khổ đau, thì ta phải quyết tâm hạ thủ công phu, Cách ái ly gia, tức là không có dục như ý túc. Mà nếu không có dục như ý túc thì sẽ không có tinh tấn. Dẫu có ở nhà thì cũng giải đái à, Lúc nào rảnh thì tụng kinh Coi như trả lễ cho Phật Rồi cuối cùng á Nhất tâm như ý túc Tức là ngựa nó che hai mắt hai bên Nó chỉ có thấy đằng trước thôi Chúng ta cũng vậy Không thấy những cái chuyện gì Ở ngoài đời Chỉ thấy có chuyện giải thoát Giải thoát, giải thoát Cái hướng tâm Nhất tâm Có một thứ thôi Giải thoát Mà muốn như vậy Thì lúc nào cũng phải thấy Phật trước mặt Ngài Thái tử Tất Đạt Đa Bỏ cung vàng điện ngọc ngài chỉ thấy con cái à khổ và phải tìm cách giải thoát trí như ý túc là cái cuối cùng làm sao có cái trí này à, Đức Phật nói là chánh niệm trong cái quan sát vào bên trong quan sát bên trong chứ không có quan sát bên ngoài thì nó mới sanh trí quan sát bên ngoài thì chỉ có được uh, kiến thức thôi không có không có tệ giác và Đức Phật nói rất rõ nếu người nào tu tập đầy đủ các cái này thì có quả 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 ít lớn lợi ít lớn nếu người nào biến nhát thì sẽ không có sự thành tựu bất kể là ban ngày ban đêm chúng ta đều phải có cái nỗ lực nỗ lực nó đi với cái khao khát khao khát giải thoát thì mới nỗ lực để mà giải thoát còn nếu không có cái khao khát giải thoát thì chúng ta sẽ không bao giờ có nỗ lực đem hết nỗ lực ra được sự nỗ lực với ước muốn thành đạt một kết quả tốt đẹp theo như ý thì dẫu là chưa thành đạt nó cũng tạo nên những điều kiện để có thể thành đạt nếu quý vị nỗ lực giống như đẩy chiếc xe đi tới dù nó hết xăng rồi nhưng mà đẩy tới thế nào rồi nó cũng cũng sẽ tới đích nó không hề lãng phí chút nào hết đó. từng tức mà nó dời đi từng cái điều bất thiện nó giảm đi từng cái điều thiện nó tăng lên từ, từ từ lâu ngày nó chỉ có thiện thôi Nó không có chuyện bất thiện nữa tức là con người cao thượng Đức Phật ở trong kinh tương ưng ngài nói rất rõ đối với pháp chưa từng được nghe ở ta nhãn khởi lên trí khởi lên tuệ khởi lên quang khởi lên trong kinh tương nói như vậy tức là nếu tôi tu tập bốn cái pháp này thì ta sẽ đắc được pháp nhãn có trí huệ và nhìn rõ các cái cần thiết ở trong cuộc đời điều quan trọng cuối cùng ở trong cái pháp tu vẫn là sau khi ta tu nỗ lực thì ta cũng phải xả ly tại vì nếu ta còn dính mắc thì nó cũng sẽ không đưa tới sự giải thoát giải thoát tức là không còn dính mắc nữa khi chánh trí xuất hiện thì dục định tinh tấn tâm định tư duy định được ngưng chỉ lặn mất tứ như ý túc cần được hiểu là sức mạnh tu tập giải thoát tất cả nỗ lực để chứng ngộ niết bàn niết bàn là gì niết bàn là xả ly tức là không có mang theo bỏ đi bỏ đi bỏ từ từ lúc đầu á quý vị còn thương mái tóc thì bỏ mái tóc rồi á, từ từ bỏ tài sản iphone ipad iphone ipad bỏ điện thoại bỏ sách báo bỏ, kiến thức bỏ, nó từng giai đoạn. Kiến thức tức là những sự mình gom nhặt nơi trường học, nơi báo chí, nơi đài, nơi vân 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 đủ các thứ, mình tưởng là mình biết, nhưng mà thứ đó là là kiến thức thôi. Cái biết tuệ giác nó cần phát triển khi nào chúng ta buông được những thứ đó. Và điều quan trọng khi ta tu tập thì chúng ta phải biết cái công thức nếu tu tập thấy sự nguy hiểm của của dục thì ta phải bỏ các cái dục lạc muốn vào sơ thiền thì phải ly dục ly ác pháp tức là các pháp bất thiện đều phải bỏ thế thì nhờ tứ chánh cần ta có thể bỏ được các pháp bất thiện tăng trưởng pháp thiện nhưng mà từ nơi ấy nó sẽ phát sinh ra cái ngã là ưa thích làm thiện và thỏa thích đam mê với cảm giác khi làm thiện và điều đó sẽ cản trở trong cái bước vào sơ thiền cho nên muốn bước vào sơ thiền thì phải ly dục ly bất thiện pháp kể cả ta muốn muốn vào sơ thiền cũng phải bỏ tự động nó vào thôi còn nếu ta cứ nỗ lực ta muốn thì vô tình ta đóng cửa lại nói chung ra nói tóm tắt nha tức là muốn cho nó thành tựu thì ở đây sư đưa lên năm cái yếu tố cũng như hướng dẫn thôi thứ nhất là phải có cái khao khát đạt tới mục đích giải thoát thì ta mới tu tập giải thoát thứ nhì ta phải có đam mê trong công việc tức là ta ưa thích công việc ấy tu tập thiền định để giải thoát thì ta mới tu tập thứ ba duy trì tức là ta mỗi ngày mỗi tăng lên chứ đừng có thối lui ngày hôm nay tu 5 tiếng ngày mai tu 5 tiếng ngày 5 tiếng rưỡi Chứ đừng nói ngày nay tu 5 tiếng, ngày mai tu 1 tiếng à, Rồi lúc nào buồn ngủ quá nữa thôi bữa nay con nghỉ đi mai nghỉ tu Mai còn tu tiếp Điều đó không nên Và nếu tu cùng với nhau trong hội chúng thì phải hỗ trợ nhau để cùng tu Người nào mà họ làm biến quá họ không tu Mình đừng có nói người ta mất công, nó buồn phiền Mình tránh né đi Tránh né những hội chúng nào lười biến Lười biến không tu, mình tránh né và muốn thực sự giải thoát thì đức phật dạy là phải chế ngự vô minh phá vỡ vô minh mà muốn phá vỡ vô minh thì phải hiểu duyên của vô minh là gì à, đức phật nói rất rõ duyên của vô minh là do không thân cận bậc hiền trí không nghe chánh pháp hai điều đó lúc nào cũng phải luôn luôn siêng năng nghe chánh pháp thân cận bậc hiền trí thì nó mới hết à, bớt bớt cái vô minh rồi từ từ nó hết vô minh mà khi thấy được cái hiện tượng sanh diệt ở trong tâm rồi, tâm nó không dính mắc nữa, thì được an vui. Và Đức Phật nói đấy chính là cái sự bình an nội tại, bình an nội tại được gọi là Niết Bàn. Chứ không có gì hết. Đó. Bình an nội tại tức là không dao động, thì gọi là Niết Bàn. Thứ nhất, ta phải có cái nỗ lực, ta phải có khao khát, khao khát thoát ly, khao khát từ bỏ sinh tử luân hồi. Ta phải có cái khao khát đó thì ta mới làm. Mà muốn có khao khát ấy thì ta phải có chánh kiến tức là ta phải thấy khổ, cái gì nó cũng khổ hết. Rồi bằng cách nào ta thực hiện? Ta cứ thông dòng thực hiện thôi. Các việc thiệt luôn luôn tăng trưởng, chưa làm thì làm cho nó nảy mầm, nó đã đã có mặt rồi, làm cho nó lớn hơn các pháp bất thiện nếu đã có thì phải loại loại trừ và nếu nó chưa có thì ngăn ngừa nào bây giờ áp dụng như thế nào trong thực tế đây thưa chư vị pháp bất thiện ở đâu ở trong tâm và ở bên ngoài các pháp bất thiện ở trong tâm bên ngoài ngoài là gì báo chí hình ảnh những cái hình ảnh gây ra kích động những hình ảnh tạo nên những cảm giác rợ, rạo rực, những hình ảnh tạo nên những cảm giác uh, bất thiện, ta từ bỏ, không xem, không nghe à, những đài truyền bản nhạc hay những cái gì nó có tính cách uh, làm cho mình ủy mị, mì, làm cho mình uh, tham đắm những cảm giác dục lạc, từ bỏ, à. vì các đó là cái điều bất thiện sẽ dẫn tới cái quả bất thiện. Ngược lại các pháp thiện chưa sanh làm cho nó sanh có nghĩa là sao nếu từ xưa đến giờ không sám hối thì bây giờ mỗi ngày sám hối hai ba lần hồi xưa đến giờ không nghe kinh bây giờ chịu khó nghe kinh đọc tìm hiểu mỗi một ngày quý vị chỉ cần tụng một câu thôi mà tụng từ sáng tới chiều thì bảo đảm quý vị cũng có thể được nhất tâm bất loạn sư thí dụ nha Panati Bata Veramani Sikapadang Samadhyami lại Phật từ bi con xin nguyện trọn đời không sát sanh, không nghe người ta sát, không thích người ta sát, không xúi người ta sát, không thấy người ta sát mà tâm hoan hỷ. Thế thôi. Đi cũng nhớ câu đó, ngồi cũng nhớ câu đó, ăn cũng nhớ câu đấy, không bao giờ rời câu ấy. Thì đó là tu đấy, cái tâm nữa vào một hướng thì dĩ nhiên khi như vậy thì nó sẽ không sát sanh tức là pháp thiện pháp thiện tăng trưởng pháp bất thiện bị giảm để kết thúc sư tóm tắt quý vị nghe một câu chuyện ngắn này ngài ngộ đạt ạ hồi lúc làm quan phạm lỗi lỡ làm cho một cặp vợ chồng nó chết nó oán hận ngài tu kỹ lắm giữ giới nghiêm trì lần nào sanh ra cũng được uh, có giới hạnh có được thân tướng tốt có được chức quyền tới lần cuối cùng ngài được làm quốc sư và khi được phong làm quốc sư ngài mới khởi tâm hoan hỷ ngài nói ta nhờ tu hành đạo hạnh ta mới được làm quốc sư và khi nghĩ như vậy tức là ngã mạng nó phát sinh và lập tức coi như là giới bị hỏng thì cái cặp vợ chồng nó đi theo nó làm cho cái một nhọt ngay trong đầu gối có cái đầu người đau đớn vô cùng nó nói ta theo ông chín kiếp mà ông giữ giới nghiêm trì ta không có lọt vào được bây giờ đó ông không giữ giới ta mới lọt vào được đấy quý vị thấy nguy hiểm không giữ giới rất là quan trọng quý vị có cái tâm có cái khao khát muốn giải thoát mà nếu không giữ giới thì sẽ không bao giờ thành đạo. Giới giúp cho chúng ta các điều thiện luôn tăng trưởng và các điều bất thiện luôn giảm và cho tới chấm dứt trong cuộc sống hàng ngày cố gắng những cái gì à, tạo nên những cảm giác đều từng bỏ hết điện thoại, iPhone, iPad, vi tính, sách báo, âm thanh, nhạc những cái thứ đó nó làm cho ta có những cảm giác ưa thích chìm đắm trong cảm giác dục lạc ta phải từ bỏ những cái gì đưa tới pháp thiện đọc kinh tụng kinh hội chúng tụng kinh và thân cận bậc hiền trí chịu khó nghe giảng suy tư đúng đánh với pháp thì điều đó nên làm rất đơn giản thay đổi cuộc sống thôi chứ không có gì khác hơn hãy thay đổi cuộc sống thay đổi cách sống thì nhân quả rõ ràng. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nguyện cho những phước lành do sự tu tập thanh tịnh trong giáo pháp của Như Lai, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã mất của quý vị. Nguyện cho các vị ấy tỏ ngộ chánh pháp buông xả sự chấp thủ sanh về nơi cảnh lành Nguyện cho những phước lành do sự tu tập trong giáo pháp của Như Lai giúp quý vị và chúng con nhận rõ tất cả các pháp bất thiện đang ngủ ngầm trong tâm để lìa bỏ các pháp bất thiện tăng trưởng các pháp thiện ngõ hầu tạo duyên lần à, thể nhập được Niết Bàn ngay trong kiếp sống hiện tại Nam Mô Phật Nam Mô Pháp Nam Mô Tăng mong cho tất cả chúng sanh Chúng sanh có hô hấp các sinh vật động vật có thân và tâm mong cho tất cả đàn bà, đàn ông, bậc thánh, người phàm sự khổ tâm thoát khỏi sự khổ thân giữ gìn thân tâm